Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh thành phố Hà Nội luôn chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Vì thế hội thảo là dịp để Hà Nội có cơ hội giao lưu, trao đổi, thảo luận, giới thiệu với các đại biểu về mảnh đất con người thủ đô với truyền thống trong lịch sử và hiện tại. Theo Phó Bí thư Thành ủy, trong gần 40 năm đổi mới vừa qua, thành phố luôn quan tâm tới phát triển văn hóa, nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển văn hóa con người thủ đô được quan tâm tăng lên qua từng giai đoạn. Hội thảo góp phần cung cấp luận cứ để Thành ủy Hà Nội hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, trong đó có nội dung liên quan đến văn hóa con người. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề cơ bản về những thành tựu và cả hạn chế trong xây dựng nền văn hóa dân tộc. Quản lý lễ hội là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Xu hướng thổi phồng yếu tố tâm linh, hiện nay nó có xu hướng như thế. Một số như vậy là tuyên truyền là ở hội này thiêng lắm, đền này thiêng lắm, chùa này thiêng lắm, để như vậy là hút khách. Do nhận thức quản lý của quản lý nhà nước dẫn đến có hiện tượng chủ quan trong đánh giá, trong chọn lọc và bảo tồn, hoàn toàn là do cái nhận thức của lãnh đạo quản lý. Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận và định hướng, đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới. Liên tục sáng tạo ra các thế hệ con người và mang dấu ấn của thời đại, mang dấu ấn của dân tộc, mang dấu ấn của lịch sử. Con người có nhân cách chính là cái đích mà chúng ta hướng tới. Các cái cung cấp của đồng chí về những nhận thức mới về văn hóa ở đây là tôi thấy rất quan trọng, rất ý nghĩa. Từ cái nhận thức về giá trị của văn hóa, từ cái nhận thức về tác động của văn hóa, từ cái nhận thức về quá trình hình thành và phát triển văn hóa. Thực ra nói cho cùng, văn hóa chính là thể hiện cái sự vận động và phát triển của chính con người. Những cái giá trị mà con người mang lại và đến lượt nó, cái giá trị ấy quay trở lại tác động, quy định về mặt con người. Thì thực ra là văn hóa là nền tảng của tinh thần, chính là nền tảng của sự phát triển bền vững. Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục triển khai tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về văn hóa và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, để góp phần vào việc tổng kết 50 năm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.